Không, đệm bằng một cữ luôn. Thì tôi cho đấy là một cách làm, một cách tiếp cận như vậy là rất là phù hợp. Về chúng ta muốn có năng suất tốt, muốn có sức cạnh tranh cao, muốn an toàn vệ sinh thực phẩm ấy, thì chắc chắn là chúng ta phải có tổ chức được cái hệ thống chăn nuôi. Chúng ta tham quan cái mô hình đấy thì tôi thấy cũng rất là yên tâm. Thì nếu mà cái nhiều các mô hình như vậy được nhân lên trên diện rộng thì vấn đề vệ sinh thú y, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng theo đó sẽ phát triển. Hiện nay về khâu thị trường tiêu thụ nông sản và trong cái việc đánh giá rồi cấp chứng chỉ chứng nhận là thực hành nông nghiệp mà tốt thì nó vẫn còn một số vấn đề chưa khuyến khích được người sản xuất. Cần phải có những các cái cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích cho người sản xuất thực hành nông nghiệp tốt, và cần phải nâng cao ý thức của người sản xuất và người tiêu dùng và của cả cộng đồng. Chúng tôi cho rằng là cái hướng thực hành nông nghiệp tốt là cái hướng đi đúng và hướng đi tất yếu của nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Để áp dụng các quy trình sản xuất tốt, tức là GAP có hiệu quả, thì phải gắn với thị trường. Tức là sản xuất theo GAP khi có liên kết và có rõ đầu ra, mà tốt nhất là có hợp đồng. Quy trình sản xuất tốt của Việt Nam cũng như của toàn cầu hay của bất kỳ tổ chức nào cũng vậy, đều phải gắn với đầu ra. Có đầu ra thì mới làm được.